Vương Gia Lương gặp Hồ Vinh Hoa trong một trận đấu. Vương lúc bây giờ 28 tuổi, cao 1m92. Hồ Vinh Hoa 15 tuổi, lần đầu tiên tham gia một giải đấu lớn. Đây là giải đấu khách mời có 5 tỉnh, thành phố. Trải qua 7 lượt đấu, Vương Gia Lương 6 thắng 1 thua, được 12 điểm. Hồ Vinh Hoa 5 thắng 2 hòa cũng được 12 điểm. Đây gần như là ván đấu quyết định ngôi vô địch thuộc về ai. Trong giới kỳ thủ rất chú ý đến ván đấu này vì hình ảnh giữa một người cao lớn là Vương và Hồ là một người ít người biết, thấp bé, cao chưa đến 1,5 m. Trước ván đấu, Từ Thiên Lợi gặp Vương có nói với Vương rằng: "Vương huynh, đề phòng thằng nhỏ họ Hồ này, nó chuyên chém đại tướng đấy." Vương Gia Lương chỉ gật đầu nhưng nét mặt không được vui. Khởi đầu ván cờ, Vương đi trung pháo. Tiếp theo, Vương mã 2 tiến 3. Nếu như Vương không đi nước này mà tiến tốt trước, tiếp theo Hồ có thể đối phó. Hồ 15 tuổi, vừa luyện thành 3 trận. Đấy là bình phong mã, thuận pháo và bán đồ liệt pháo. Nếu Vương chủ động tiến tốt 3 trước, Hồ có thể dùng bán đồ liệt pháo đối phó lại. Khi Vương lên mã 3, Hồ lập tức tiến tốt 7, gọi là bình phong mã tiến tốt 7, là một trận thức mới thịnh hành. Hồ quyết định đi tốt 7 trước, vì nếu Hồ đi mã 2 tiến 3 thì quyền lựa chọn tiến tốt lại thuộc về Vương Gia Lương. Tiếp theo, tiến mã lên hà. Đây là nước cờ sáng tạo của Dương Quan Lân. Nếu Hồ không đi nước này mà đi pháo 8 bình 9 như tiếp theo, hình thành trận bình pháo đổi xe. Đến đây, đỏ có 4 cách đi. Một là mã 8 tiến 9. Hai là tốt 5 tiến 1. Ba là pháo 8 bình 6, hình thành ngũ lục pháo. Bốn là mã 8 tiến 7. Mỗi một cách đi này sẽ có những biến hóa khác nhau. Tiếp theo, Vương đối hóa. Hồ đi tượng 7, tức là tả tượng, chứ không lên tượng 3, tức là hữu tượng. Hồ đi nước này là nhằm tránh nước pháo 8 tiến 1 của đỏ, tức là nước cao tả pháo như Hồ đi. Tiếp theo, Vương đối phó. Ngoài nước cao tả pháo này còn có 3 cách đi khác. Đấy là
Tiến pháo tám tuần hà. Tiến Tô Đồng. Và xe 2 bình 4. Mỗi nước là những lọ cờ riêng. Vì để tránh nước cao tả pháo là nước mà bên đen sẽ thất lợi khi triển khai tiếp, cho nên họ đã không đi tượng 3 mà đi tượng 7. Tiếp theo, vương lùi xe là một nước đi chắc chắn, dùng cách từ từ ép đối phương để chiến thắng. Nếu như vương lựa chọn tốt 5 tiến 1, tất hò đi. Hai bên chiến đấu căng thẳng, phức tạp. Vương nắm đỏ đi trước, không muốn mạo hiểm, cho nên không lựa chọn cách đi này. Sau khi vương lùi xe, tiếp theo đen đi. Về sau, họ cho rằng nước tiến xe này là một nước kém. Vì mất nước, nước đi được cho rằng chính xác ở đây là pháo 2 thoái 1. Nước pháo 2 thoái 1 đa biến, vừa công vừa thủ. Giả như khi pháo 2 thoái 1, vương đối phó. Tiếp theo, có hai khả năng. Một là pháo 2 bình 6. Tiếp theo, hai bên ngang thế. Hai là tốt 7 tiến 1. Ván cờ tiếp theo, đỏ ưu thế vì các quân linh hoạt hơn. Tiếp theo, vương đối phó. Đến đây, ván cờ đã vượt ra ngoài lý thuyết và kinh nghiệm. Hai bên dùng thực lực để đấu trí với nhau mà thôi. Đỏ pháo 8 bình 9 là đi theo lý luận cờ nhằm xuất quân nhanh. Đỏ vẫn chiếm tiên. Tiếp theo, vương ra lương, tiến tốt 5 đánh gốc. Đây là sở trường của vương. Nếu như vương không đi nước này mà đi xe 9 bình 8, đến đây đen có hai cách đối phó, hoặc pháo 2 bình 3 hoặc pháo 2 bình 7. Nếu pháo 2 bình 3, tiếp theo vương sẽ tiến tốt đầu. Pháo đen nằm ở lộ 3 xấu, dễ bị vây đánh, có thể nói là đỏ chiếm tiên và ưu. Còn như đen bình pháo ăn tốt, lợi quân. Tiếp theo đỏ đi. Hình thế cánh trái của đen khó triển khai quân, đỏ tương đối ưu và chiếm tiên. Nhưng vương lựa chọn tốt 5 tiến 1. Ván cờ tiếp theo, đỏ tiến tốt làm cho hai pháo đen không liên kết với nhau.
Đây là một nước đi được đánh giá mang tính trung bình. Ngoài ra, Vương có thể còn hai lựa chọn khác. Một là xe 4 tiến 3 bắt mã như xe 4 tiến 3 ván cờ tiếp theo có thể là đen bỏ quân để lấy thế. Đến đây xe 3 của đỏ muốn thoát ra được còn phải vài nước. Trong khi đó đen có thế công là vào pháo đầu và xuất xe 8 vào nách sĩ để chuẩn bị công sĩ của đen diễn biến, hoặc đen có thể uy hiếp tướng, hoặc đen có thể bắt lại quân. Hai là bắt pháo, dọa pháo đỏ 5 bình 2 bắt xe, buộc pháo đen phải chạy và rời bỏ vị trí khống chế hàng tốt, phong tỏa xe. Nhưng Vương lựa chọn tiến tốt 3. Tiếp theo. Tiến tượng tạm thời tránh mũi nhọn của đen. Nếu đỏ không lựa chọn nó này mà đi mã 3 lùi 1. Tiếp theo. Chiến đấu căng thẳng. Hai bên đều có cơ hội tương tự nhau. Nhưng Vương không lựa chọn phương án phức tạp mà lựa chọn phương án đơn giản hơn. Ván cờ tiếp theo. Vương tiến xe bắt mã vì cho rằng đen chưa làm gì được và hình thế của đỏ là tốt hơn. Ở đây Vương còn có thể có một lựa chọn khác, đó là mã 7 tiến ong như Vương đi. Tiếp theo. Đỏ chủ động hơn. Còn như ở nước này, nếu đen không lùi xe mà đi, ván cờ tiếp theo có thể là hai bên ngang thế nhau. Ở đây Vương tiến xe 8 bắt mã của đen. Tiếp theo. Nước cờ cao của đen vừa dọa đánh tướng hết cờ, vừa mở đường cho tốt 7 tiến 1, tăng sức tiến công. Ở đây đỏ có thế đánh áo 9 tiến 4, nhưng trước mắt đỏ đang phải đối phó. Tiếp theo. Vương bình pháo cản xe, đồng thời tìm cách đối phó việc uy hiếp tượng đen. Nếu Vương không đi nước này mà đi xe 8 bình 7 ăn mã như tiếp theo có thể là đen bình tốt, vừa bắt mã vừa cản đường lui về của xe. Có thể nói
Đen chiếm ưu. Ở đây đỏ lựa chọn pháo 5 bình 6. Ván cờ tiếp theo. Tùy tượng để giữ tượng, đề phòng tốt 5 tiến một ăn tượng, sau đó sẽ vào pháo đầu là một mối nguy hiểm không nhỏ. Ở đây nếu như đỏ đi tiếp theo có thể là đỏ có một lựa chọn nữa là sĩ 6 tiến 5. Ở đây đỏ đi pháo 5 bình 3 tiếp theo. Đỏ hơn cây ưu thế lớn, như ở nước này nếu đỏ không chạy pháo mà đi ván cờ sẽ kết thúc ngay khi đỏ sẽ thua. Ở đây đỏ lựa chọn chạy tượng, ván cờ tiếp theo. Đỏ bình pháo ra biên để chuẩn bị xuống đáy tạo sát thế. Nếu như đỏ không bình pháo ra biên mà đi ngay xe 7 bình 5 như đỏ đi tiếp theo có thể là đỏ mất cây và tiếp theo cũng chưa có nước nào uy hiếp. Có thể kết luận là đen sẽ chiếm ưu thế lớn. Ở đây đỏ lựa chọn ván cờ tiếp theo. Đỏ xuất tướng trước. Nếu đỏ vội đi xe 7 bình 5 như tiếp theo đèn đối phó. Đỏ sẽ mất xe. Ở đây đỏ xuất tướng. Tiếp theo đèn đi. Đỏ xuất tướng bỏ pháo. Đen lùi xe về hà. Nếu đen vội đi tiếp theo đỏ đối phó đến đây, nếu đen đi tiếp theo đen thua, còn như đen đi tiếp theo đen đã không thể đối phó được. Ở đây đen lựa chọn một nước cờ vừa công vừa thủ. Tiếp theo.
bình xe đỡ nước hết, kim dọa chiếu dựng hết cả. Tiếp theo đi. Đỏ chịu thua. Tại vì không có cách nào kháng cự. Nếu đỏ chạy pháo sẽ thua ngay. Con đỏ giữ pháo. Tiếp theo. Đỏ tiếp tục mất cây và không thể có sức đối kháng. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ.
Sau trận đấu, Vương Gia Lương gặp Từ Thiên Lợi, than thở: không ngờ rằng lại bị thằng cu con này làm hại. Hồ Vinh Hoa lần đầu tiên tham gia một giải đấu lớn với các kỳ thủ hàng đầu đã chiến thắng Vương Gia Lương. Nhờ kết quả này mà sau thuận lợi giành chức vô địch.